Cậu bé có hành động đẹp giúp xe ô tô vượt qua chỗ hẹp, nhận ngay cơn mưa lời khen từ dân mạng. Hôm nay ngày 23 tháng 5 trên các diễn đàn giao thông chia sẻ một đoạn clip với dòng caption: cậu bé còn ít tuổi mà rất hiểu chuyện, hành xử văn minh, cậu bé nhanh trí có pha mở đường như một lơ xe chính hiệu, giúp xe ô tô vượt qua chỗ hẹp một cách dễ dàng. Còn tình huống ra sao? Mời cả nhà xem chi tiết nhé! Tình huống diễn ra hôm 20 tháng 5 vừa qua trên đường Hồ Xuân Hương, Hải Phòng, được ghi lại bởi camera hành trình của chiếc ô tô mà em học sinh đã giúp lách qua chỗ hẹp. Theo đó, trên con đường nhỏ, một chiếc ô tô đổ ngược chiều, gây cản trở giao thông và em học sinh đi xe đạp điện đi tới hướng ngược lại, đã nhiệt tình xi nhan giúp tài xế ô tô lách qua chỗ hẹp. Video ghi lại tình huống trên đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú và tán thưởng. Cậu bé còn ít tuổi mà rất hiểu chuyện, hành xử khá văn minh. Trên thực tế, trong tình huống như thế, hầu hết các em nhỏ sẽ chỉ đứng im chờ xe ô tô tự xoay sở đi qua. Em bé này là nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý tình huống tốt, khiến dân mạng tặng cho em một cơn mưa lời khen. Một số dân mạng bình luận như sau: dễ thương quá, mình xem clip cũng muốn cáu với kiểu đổ vô ý của xe xanh bên trái, nhưng nhìn cách con đo dấu thì tự cười mỉm. Khả năng là con được bố mẹ chỉ bảo khi gặp chướng ngại vật thì nhường đường, chứ bình thường tình huống này hầu hết xe máy sẽ phi lên điền vào chỗ trống, cậu bé khiến nhiều người lớn phải nhìn lại mình. Người đầu tiên nên học hỏi ý thức của cậu bé chính là người lái chiếc xe màu xanh đổ bên trái đường. Còn bạn, bạn có ý kiến gì về hành động đẹp của cậu bé làm lơ xe đột xuất giúp ô tô thông thoáng này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.